với video tiếp theo thì bên em lại tiếp tục test thử những sản phẩm cực kỳ nổi tiếng và cực kỳ thương hiệu, đó là sản phẩm của dòng loa BMB với model là 450C nhé. Với thương hiệu này thì nó rất chi là quen thuộc với toàn thể các bác. Chất âm của sản phẩm này thì nó rất chi là hay, rất chi tuyệt vời. Các bác để nghe nhạc hay hát karaoke thì nó là quá tuyệt đỉnh rồi. Dòng này nó được sở hữu một bát 25 và hai tem nhé. Với dòng bát của dòng BMB rất lực và tiếng tem của dòng BMB thì nó rất vàng và rất hay. Với cặp loa này em test cho bác Lành, bác ở xã Thới Tham Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ chính xác thì em có ghi ở sổ rồi, nhưng mà em quay video thì em chỉ nhớ được những địa chỉ ở huyện và xã thôi. Và bác ở thành phố Hồ Chí Minh và cũng đã tìm được vào một bên cửa hàng một cặp loa này, và bác cũng rất chi nóng lòng được xem ngoại hình và sản phẩm của bác. Thì bên em trước khi đóng gửi hàng cho bác thì bên em cũng đã làm một đoạn clip này để gửi đến bác Lành và mời toàn thể các bác thưởng thức chất âm của đôi loa BMB 450C. Nó mang ra chất âm rất chi là hay nhé. Mời toàn thể các bác lắng nghe sản phẩm của BMB 450C nó tuyệt vời như thế nào. Rất nhiều rồi và rất nhiều các khách đã tin yêu và tin dùng những sản phẩm này.
Và với những sản phẩm này, những hàng đẹp thì bên em đã cung cấp có giá vào 5.500.000 tại cửa hàng. Và những bác nào có nhu cầu về những sản phẩm 450C hay bất kể những sản phẩm nào của dòng BMW thì các bác cứ liên hệ với Cao Trung qua số điện thoại 0963 101 38 hoặc 0962 355 339. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Trung Quốc. Và bên em thì cung cấp rất nhiều những sản phẩm về đẩy hay những chiếc van. Hoặc những bác nào thích sự tiện lợi và đầy đủ tính năng, không thích cồng cành và diệp già nhiều thì các bác hãy chơi những chiếc đẩy điện van của hãng Auto Plan HS2 hay SH5. Những sản phẩm này có thể chạy được hai đôi BMW này, chạy rất ok nhé, chạy một lúc hai đôi và nó đầy đủ van, dì vật các kiểu, chống hụt. Nói chung là một chiếc này là đầy đủ hết các tính năng của một bộ dàn. Các bác chỉ cần cắm mic vào đây là sẽ hát karaoke, nghe nhạc rất chỉ là hay. Tiếng mic của nó thì tuyệt vời rồi, rất chi tuyệt vời. Những sản phẩm của hãng bãi xịn và nó là thường được gọi là những dòng đẩy liên vang đầy đủ hết tính năng nhé. Động một cục này là chạy ok hết và giá nó cũng rất chi là êm, nó chỉ dao động khoảng 4-5 triệu một chiếc cục này thôi. Chiếc cục đầy đủ xuất nên cả vang nhảy đầy đủ. Và giờ đây em cũng xin phép tạm dừng video và cũng xin chân thành cảm ơn bác Lành và toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.